Ngày 24 tháng 8, Ủy ban nhân dân xã Húc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị xác nhận một vụ tấn công lực lượng công an bảo vệ vận chuyển thiết bị điện gió đã xảy ra trên địa bàn xã này, có 5 chiến sĩ công an đã bị thương phải nhập viện ngay trong đêm. Trước đó, vụ việc xảy ra khoảng 20 giờ ngày 23 tháng 8. Thời điểm trên, một chiếc xe chở cánh quạt điện gió của dự án điện gió Hoàng Hải theo tuyến đường 587 đi qua xã Húc để vào vị trí lắp đặt. Quá trình vận chuyển cánh quạt điện gió được sự hỗ trợ bảo vệ của 50 cán bộ chiến sĩ gồm có lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh Quảng Trị, công an huyện Hướng Hóa và cán bộ địa phương, vì trước đó từng xảy ra một số vụ việc tranh chấp giữa công ty điện gió và người dân địa phương. Khi xe chở cánh quạt đến thôn Váng Ri, xã Húc thì có vướng một số cây xanh, người dân có yêu cầu thương lượng đền bù, sau đó rất đông người dân đã la ó, ném đá, dập vỏ bia ném vào lực lượng bảo vệ khiến cho 5 chiến sĩ công an bị thương, hiện phía công an đang điều tra làm rõ vụ việc.